Hôm nay mình sẽ học về cái góc tạo bởi một đường thẳng, cắt hai đường thẳng song song. Tức là chúng ta sẽ học về những cái vị trí của những cái góc đặc biệt đối với hai đường thẳng cùng cắt một đường thẳng. Và chúng ta sẽ học về dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ học luôn về cái cách gọi là cách chứng minh hai đường thẳng song song thông qua những cái dấu hiệu. Thì đầu tiên muốn học được cái phần đó, các bạn cần phải biết được có những cái góc gì liên quan tới hai đường thẳng và một đường thẳng cắt chung. Đây, cho hai đường thẳng bất kỳ như này. Đây là đường thẳng A nhá. Đây là đường thẳng B. Và một đường thẳng cắt chung là đường thẳng C. Đấy, coi đây là đường thẳng A. Đường thẳng A, hai đường thẳng bất kỳ có một đường thẳng, nhớ nhận một đường thẳng cắt chung là đường thẳng C. Cắt đường thẳng A tại điểm là A. Rồi, và cắt đường thẳng B tại điểm B. Đường thẳng C cắt đường thẳng A tạo ra bốn góc thì ký hiệu là A1, A2, A3 và A4. Tương tự như vậy, thì ký hiệu đây sẽ là B1, B2, B3, B4. Thì người ta quy ước gọi vị trí những cái góc tương ứng A với B, nó có những cái vị trí tương ứng sẽ là những góc nào. Thì chúng ta có này, thứ nhất là góc so le trong. Rồi các bạn nhớ, với hai đường thẳng AB cắt một đường thẳng chung C tại hai điểm AB như hình vẽ, thì ta có hai cặp góc so le trong. Góc so le trong nhớ nhá, sẽ có hai cặp. Vậy hai cặp này là gì? A4 B2. Đó là cặp thứ nhất, A4 B2. Và các bạn nhớ cái ký hiệu góc không được quên nhá. Cặp thứ hai là A3 B1. Vậy có thể hiểu nôm na là như nào? Thứ nhất, mình nhớ bằng hình ảnh, đúng không? Cho nó dễ nhớ. Người ta quy ước như thế thì chúng ta nhớ nó là như vậy. Đây, A4 B2 và A3 B1. Đây là hai cặp góc so le trong. Thế có thể hiểu nôm na nhá. So le là nó đứng ở hai phía thuộc hai đường mặt phẳng khác nhau, bờ là đường thẳng C. Đấy là cái từ so le thì phải hiểu nó là như thế. Thế còn cái từ trong có thể hiểu rằng là nó thuộc cái miền trong của hai cái đường thẳng chung, của hai đường thẳng A và B, và nó nằm ở hai phía khác nhau đối với cái đường thẳng cắt chung đó. Rồi, đấy là về góc so le trong. Tiếp theo đó là góc đồng vị. Góc đồng vị sẽ có 4 cặp. Người ta quy ước 4 cặp đó là gì? Thì ghép bằng màu trắng nhỉ, đó là gì? A1 B1. Đấy là cặp thứ nhất. Cặp thứ hai là A2 B2, cặp góc đồng vị thứ hai. Cặp thứ ba là A3 và B3, đúng không? Và cặp thứ tư đó là A4. Và B4. Người ta quy ước như vậy thì chúng ta chịu khó nhớ. Đây là những cái cặp góc đồng vị. 4 cặp đó là A1, B1 là cặp thứ nhất, cặp thứ hai là A2, B2, cặp thứ ba là A3, B3 và cặp thứ tư là A4, B4.
Đó, thêm một cái nữa, một cặp góc nữa chúng ta cần phải nhớ, đó là góc trong cùng phía. Thế bây giờ những cái cặp góc đồng vị để nhớ, để nhớ được. Đây thì mình có thể thứ nhất nhớ bằng hình ảnh thì thầy thấy như này. Thứ nhất là A1 với B1 là hai góc màu trắng này nhá. Thì thầy thấy là nó cùng thuộc một nửa mặt phẳng, B là đường thẳng trung C này. Thế nếu như cái vị trí A1 này mà ở phía trên, trên đường thẳng A bằng hình ảnh ta thấy, thì cái góc B1 cũng ở phía trên. Tương tự như vậy A2, B2 cũng ở phía trên và cùng một phía. A3, B3 và A4, B4, hiểu nôm na nó là như vậy. Thế cái góc trong cùng phía, trong trong thì gặp cặp góc trong cùng phía nó sẽ có hai cặp, đó là A4 B1 và A3 B2. A4 B1 và A3 B2. Thì có thể hiểu này, trong trong có nghĩa là nó thuộc, thể hiểu nôm na là nó thuộc cái miền trong giữa hai cái đường thẳng A và B này. Cùng phía thì mình thấy nó nằm cùng một nửa mặt phẳng, và là đường thẳng C. Đây là hiểu nôm na như vậy. Rồi thì bây giờ với cái hình này thì như vậy. Tuy nhiên các bạn nhớ nhá, mình cách mình nhận biết về sau chúng ta thấy những cái đường thẳng AB nó đi xoay các hướng khác nhau, có đúng không? Cái đường thẳng C đôi khi nó cũng quay các hướng khác nhau. Đây, ví dụ như là đường thẳng AB nó đang đứng như này, nhưng mà có những cái khác, đường thẳng AB nó lại là ở vị trí kiểu này, đường thẳng cắt trung C nó như này, đúng không? Thì chúng ta cũng phải nhận biết được những cái góc nào là ở vị trí so lê trong. Vậy bạn nào trả lời cho thầy, với cái hình nó xoay như này, hai đường thẳng AB nó xoay như này, thì cặp góc so lê trong là nào nào? Cặp nào nào? Nói như thầy, cho thầy nghe xem nào. Đức Thành. Đức Thành nào? Là góc A1 và B3. A1 và B3, đúng rồi. A1, B3. Còn góc nào nữa? A4, B2. A4, B2, rất chính xác, thầy cảm ơn Đức Thành. Thế con nói luôn cho thầy những cặp góc đồng vị nào. Cặp góc đồng vị là A2, B2, A3, B3. Đúng rồi. Cặp góc trong cùng phía. Phía là A1, B2 và A4, B3. À đúng rồi, đấy là chính xác. Thế bây giờ các bạn sẽ thắc mắc thế học để làm gì những cái cặp góc này, đúng không? Thì nó chúng ta sang phần thứ hai, đó là để liên quan tới các đường thẳng song song. Bây giờ là nhá, nếu có hai đường thẳng A và B song song với nhau thì sao? Nếu đường thẳng A song song với đường thẳng B. Thì bữa trước đúng không, chúng ta đã học về cái hai đường thẳng cắt nhau rồi, nó sẽ cắt nhau tại một điểm, giao nhau tại một điểm, có một điểm chung. Thế thế nào là song song? Song song có thể hiểu rằng hai đường thẳng các bạn cứ kéo dài thoải mái, không bao giờ nó cắt nhau, là song song. Và những buổi sau chúng ta sẽ biết, hoặc là tí nữa về sau khi các bạn học ổn rồi, thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ các đường thẳng song song. Thì người ta dựa vào dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song để chúng ta vẽ. Bây giờ nếu người ta có cái lý thuyết này, nếu đường thẳng A song song với đường thẳng B, đây, đường thẳng A song song với đường thẳng B và có một đường thẳng C cắt chung, thì sao? Nếu A song song với B, người ta ký hiệu A song song với B bằng hai cái gạch sổ giống như là hai cái đường song song như này, là cách ký hiệu, thì sẽ có gì? Thứ nhất là hai cặp góc so lê trong sẽ bằng nhau. Hai cặp góc so lê trong bằng nhau. Đây, nhìn trên hình, nếu đường thẳng A song song với đường thẳng B với hình trên, thì ta có hai cặp góc so lê trong bằng nhau, đó là góc A4 sẽ bằng góc B2, góc A3 bằng góc B1. Đấy là hình trên. Hình dưới ta sẽ có A1 bằng B3 và A4 bằng B2. Đấy là hai cặp góc so lê trong bằng nhau nhá. Thêm nữa, đó là hai bốn cặp góc đồng vị sẽ bằng nhau. A1 sẽ bằng B1, A2 bằng B2, A3 bằng B3, A4 bằng B4 nếu A song song với B.
Và còn có một cái nữa, đó chính là tổng hai góc trong cùng phía sẽ bằng 180 độ. Tổng hai góc trong cùng phía bằng 180 độ. Đây, với hình trên này, nếu đường thẳng A song song với đường thẳng B thì góc A4 cộng B1 sẽ bằng 180 độ. A3 cộng B2 sẽ bằng 180 độ. Vì vậy khi biết một góc này, ta sẽ tính được những góc còn lại. Ở hình dưới này, A1 và B2 tổng sẽ bằng 180 độ. A4 cộng B3 bằng 180 độ. Vì vậy các bạn, vậy với hai đường thẳng song song, A, đường thẳng A và đường thẳng B song song với nhau, đúng không? Qua cái các cái góc như hình chúng ta đã học và cái suy ra ở đây, thì sao? Khi chúng ta biết được một góc bất kỳ, ví dụ biết được một góc A1 này có số đo người ta cho bằng bao nhiêu độ, thì chúng ta sẽ tính toán được tất cả những góc còn lại, đúng không? Cách tính này, biết A1 rồi, vậy muốn tính A3, chúng ta sử dụng qua cái gì? Lý thuyết bữa đầu tiên chúng ta học, đó là hai góc đối đỉnh bằng nhau. Vậy ta tính được A3. A2 tính theo A1 dựa vào hai góc kề bù, vì vậy chúng ta tính được A2, và A4 sẽ bằng A2 thông qua góc đối đỉnh. Thế nếu A song song với B, khi chúng ta biết A1 rồi, biết A2, A3, A4, thì bốn góc bên này cũng sẽ tương ứng bằng bốn góc bên trái này, do hai góc đồng vị, đúng không, của hai đường thẳng song song cùng cắt một đường thẳng. Đấy là thầy nói về cái cách gọi là khi chúng ta có song song đã biết được một góc trong cái tám cái góc này, vì vậy chúng ta sẽ tính được hết. Đấy là một cái. Thế bây giờ cái điều ngược lại của cái điều này có đúng không? Thì chúng ta sang cái, các bạn chú ý, cái thứ nhất đó là điều ngược lại, đó là ngược lại nhá, ngược lại. Tức là nếu một trong hai cặp góc so le trong bằng nhau thì A song song với B. Đây, A song song thì chúng ta suy ra được hai cặp góc so le trong bằng nhau. Tuy nhiên cái điều ngược lại thì chỉ cần một trong hai. Ngược lại này, nếu có, thứ nhất là một trong hai cặp góc so le trong bằng nhau, thì đường thẳng A sẽ song song với đường thẳng B. Tiếp theo, thế liên quan tới góc đồng vị thì sao? Thì người ta cũng chỉ cần một trong bốn cái cặp này bằng nhau, thì A cũng song song với B. Một trong bốn cặp góc đồng vị bằng nhau thì A song song với B. Thế còn liên quan tới góc trong cùng phía thì sao? Chúng ta chỉ cần một trong hai cặp có tổng bằng 180 độ thì A cũng song song với B. Một trong hai cặp góc trong cùng phía có tổng bằng 180 độ thì A cũng song song với B. Vậy từ đây chúng ta sẽ có dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, đây hoặc là cái cách đầu tiên chúng ta học về chứng minh hai đường thẳng song song. Sẽ có, ta chỉ cần chỉ ra một cặp góc so le trong bằng nhau thì đường thẳng A song song với đường thẳng B, hoặc chỉ ra một cặp góc đồng vị bằng nhau thì A cũng song song với B, hoặc chỉ ra một trong hai cặp góc trong cùng phía có tổng bằng 180 thì A cũng song song với B. Những cái điều này nó có liên quan với nhau nhá. Để thầy nói luôn này, ví dụ này, nếu như một trong hai cặp góc so le trong bằng nhau thì chúng ta sẽ suy ra được cái cặp so le trong còn lại sẽ bằng nhau. Vì sao thế? Giả sử có A4 bằng B2, ta sẽ suy ra được A3 bằng B1. Bởi vì sao? A3 sẽ bằng 180 trừ đi A4, B1 bằng 180 trừ B2, mà A4 bằng B2 thì suy ra hai cái 180 trừ đi cho hai cái đó bằng nhau, và do đó ta có cái cặp góc còn lại sẽ bằng nhau. Đấy là cái cách chúng ta suy luận. Rồi, lý thuyết hôm nay
chỉ có thế này. Và đây chính là cái cách nhá, ngược lại nếu có này thì các bạn nhớ đây chính là cái cách chứng minh hai đường thẳng song, cách chứng minh đường thẳng A song song với đường thẳng B. Rồi, có bạn nào thắc mắc gì về phần lý thuyết này không? Nếu không để bắt đầu chúng ta vào phần luyện tập. Rồi nhá, đây trên hình vẽ ta có đường thẳng A đây, đường thẳng B đây và đường thẳng C. Ba đường thẳng này, ba đường thẳng cắt nhau tại ba điểm. Đây là điểm A, có các vị trí góc là A1, A2, A3 và A4. Đây là vị trí của điểm B, có bốn góc B1, B2, B3 và B4. Đây là điểm C với bốn góc tương ứng. Bây giờ câu hỏi đặt ra là gì? Viết tên các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị. Vậy bài này nó có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là các cặp góc so le trong. Rồi, nhìn trên hình, bạn nào xử lý ngay cho thầy câu này được không? Ta có các cặp góc so le trong là gì nào? Thầy mời Minh Thư nào. A1 B3. Rồi, chính xác. A4 và B2. Chính xác. B3 và C3. Chính xác. B3 và C3. B4 và C4. Rồi. Còn A4 nữa hả? A4. A4 C1 à, rất là tốt. Còn gì nữa không? A3 C4 à. A3 và C4. Chính xác. Còn nữa không? Hết rồi, chính xác. Vậy bạn kể rất đầy đủ và không bị thiếu. Vậy bình thường một số bạn chỉ nhìn ra lẻ tẻ được. Ví dụ có những bạn nhìn theo cái điểm A, điểm B, đúng không? Thì chúng ta thấy được hai cặp. Nhưng mà có những bạn lại không để ý hết, mà các bạn lại nhìn ra điểm A, điểm C thì lại ra được hai cặp. Thế có những bạn lại nhìn điểm A, điểm C và điểm B thì chỉ nhìn được hai cặp thôi. Đấy. Do vậy với những bài này làm sao kể không sót thì phải như Minh Thư, đó là sao? Chúng ta cứ xét hai đường thẳng và một đường thẳng cắt chung một. Tức là ta xét hai điểm một thì sẽ không bị sót, đúng không? Đầu tiên ta xét cặp điểm thứ nhất là điểm A và điểm B, đúng không? Thứ nhất là này, ta có xét cái cặp A và B, xét cặp điểm A và B. Khi đó chúng ta sẽ có hai cặp. Tương tự như vậy, xét cặp điểm B và C và xét cặp điểm C và A, mỗi cái một cặp ta có hai góc, vì vậy đây có ba cặp chắc chắn phải có sáu góc và kết quả chính xác như Minh Thư. Xét cặp điểm A và B thì ta có cặp là A1 B3 và A4 B2. Tương tự như vậy là để không sót chúng ta là xét cặp điểm B và C. Xét cặp điểm B và C. Và thông thường nếu như bạn nào mà khó nhìn mà cứ bị lấn bởi những bên trên này nhá, các bạn có thể là che đi cái đường bên trên này để chúng ta đỡ bị lấn. Tương tự như vậy, xét hai điểm nào thì các bạn che điểm còn lại đi là sẽ không bị nhìn nó lẫn, nó hoa mắt. Như thầy nhìn trên bảng này thầy thấy hoa mắt. Xét cặp điểm B và C, ta có này B3 C3 và B4 C4.
Tương tự như vậy, ta xét cái cặp điểm A và C. Thì khi đó ta sẽ có cặp góc, đó là A4, C1 và A3, C4. Thế còn các cặp góc đồng vị thì sao? Bạn nào xung phong cách làm để chúng ta không bị sót mà kể thật nhanh và tính ra luôn được sẽ có bao nhiêu cặp? Bạn nào xung phong nào? Võ Anh Tú. Võ Anh Tú nào? Thưa thầy, ta sẽ tính mỗi cặp góc sẽ có 4 cặp góc đồng vị. Không phải là mỗi cặp góc, nói thật chính xác nhỉ, mỗi cặp gì? Mỗi cặp điểm. À, ta sẽ có 4 cặp góc đồng vị. Vậy trên hình có bao nhiêu cặp điểm? Cũng là 3 cặp đúng không? Vì vậy số cặp góc đồng vị là sẽ có 12 cặp. Tương tự như vậy, tương tự như ở câu 1, ta sẽ xét 3 cặp điểm. Mỗi một cặp các bạn sẽ chỉ ra được 4 cặp góc đồng vị. Vì vậy 3 cặp điểm này chúng ta sẽ có 12 cặp. Có 12 cặp góc đồng vị. Và thầy không có ghi lại nữa nhá. Cái phần này là phần dễ rồi, các bạn phải tự làm được. Ví dụ đây, cặp A và B thì ta sẽ có này, B2, A2, A3, B3, A4, B4 và B1, A1. Xét cặp điểm B và C thì ta có này, các cặp góc đồng vị đó chính là B3, C1, C2, B4, C1, B1, C3 và C4, B2. Nhìn nó cũng tương đối rối mắt đấy nhỉ. Thầy nhìn ở trên bảng là thầy hoa cũng hoa hết mắt luôn rồi. Rồi, ok, sang cái phần đầu tiên. Vì vậy, bây giờ các bạn nhớ này, bình thường như thầy vẽ đó là các cái đường thẳng như này và một đường thẳng chung này để cho các bạn nhìn đúng không? Tuy nhiên, khi về sau chúng ta học vị trí nhận biết của nó thì nó không có đơn giản là những cái đường thẳng người ta cho như thế này đâu, mà người ta sẽ quy về những cái vị trí ở trong cái tam giác chúng ta đã biết. Ví dụ, tam giác như này, đây là tam giác ABC, có điểm E và điểm F ở trên này. Vậy bạn nào nói cho thầy biết có những cặp góc đồng vị nào với cái hình như này? Bạn nào nói cho thầy biết nào, sẽ có cặp góc đồng vị nào? Ví dụ đi, để cho dễ nhìn nhá. Góc E1 này sẽ đồng vị với góc nào? Bạn nào xung phong không? Thảo Nguyên nào? Ví dụ với tam giác này, góc E1 sẽ đồng vị với góc nào con? Em thấy góc E1 sẽ đồng vị với góc B1 ạ. Và trên hình này nó không có B1, vì vậy con cần phải đọc tên nhá. Đó là góc ABC. Đấy, đúng rồi. Vì vậy, về sau giả sử người ta bắt chứng minh đường thẳng EF song song với đường thẳng BC thì chúng ta nhận thấy trong hình này có góc B1 và góc E1. Nếu chúng ta chỉ ra được hai cái góc này có số đo bằng nhau, lúc đó ta sẽ suy ra được đường đoạn hoặc là đường thẳng EF song song với BC. Đấy là về sau chúng ta sẽ học những cái góc nó nằm ở trong tam giác, trong tứ giác, chứ nó không có liên quan tới những cái đường thẳng này nữa. Tuy nhiên các bạn cần phải là sao? Thuộc được các cái vị trí góc này trước đã, sau đó chúng ta mới học về những cái rút ngắn nó đi như vậy.